cao a bà ba quê mùa em đéo mặc. Em tính đua đòi em mặc áo hai dây, biết nói gì đây anh đành đi cướp giật. Tặng cho em anh biết tặng gì bây giờ. Ra đô với cọng dây chuyền, rồi sắm cho em chiếc xu xuồng màu nho. Em tung tăng trên khắp bốn vùng ngoại ô nên mau đi em theo chế chiến và điểm qua bên Bắc Thừa Thiên. Rồi sáng hôm sau anh đây chuẩn bị đi làm, bị Dũng Ba Tô bắt anh vào Mạc Định Chi. Anh không khai nó huynh rất là đau. Em ơi em nè, em yêu cho lòng anh, em yêu cho lòng anh. Rồi sao sao anh đây có lĩnh đi trường 1, 2, 3 đồng phu á ca, ba ca nào cũng là phê. Cơm ăn không no cuốc đất mới là phê nem. Nè sao lưng nè, nó quýnh nó cho bầm lưng, nó quýnh cho què chân. Lệnh na tha cuốc hoài không có gặp nè. Em sớm trở về với giờ với con em. Rồi sao tan sao anh đây có lệnh tha về, về đánh Phú Lâm tay em ngồi ngoài bụng binh. Anh lang thang trên khắp bốn vùng ngoại ô nè. Mau đi em kéo chế chiến phà đi qua bên Bắc Thừa Thiên.